Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Bộ Quốc phòng Nga vừa qua thông báo về sự cố tại huyện Ostrogorsky. Một máy bay của lực lượng không quân vũ trụ Nga thả đạn bất thường khi bay qua làng Petro Pavlovka, chờ rõ loại bom đạn và mẫu máy bay liên quan tới sự cố. Theo Bộ Quốc phòng Nga, sự cố khiến 6 ngôi nhà dân bị hư hại, song không có thương vong. Cơ quan này cho biết hiện đang điều tra nguyên nhân sự cố và đã thành lập một ủy ban đánh giá thiệt hại để hỗ trợ khôi phục nhà cửa cho dân địa phương. Trong khi đó, tỉnh trưởng Voronezh, ông Alexander Gusev cho biết, một số hộ gia đình ở Petro Pavlovka đã được sơ tán đến trung tâm lưu trú tạm thời. Cơ quan chức năng sẽ đánh giá mức độ thiệt hại và tiến hành bồi thường. Các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy vụ nổ đã gây ra một hố lớn trên mặt đất, các mảnh vỡ văng khắp nơi. Làng Petro Pavlovka có dân số hơn 670 người với 11 con phố, nằm cách huyện lệ Osrogost của huyện Osrogost khoảng 21 km về phía đông nam và cách biên giới Nga-Ukraine khoảng 150 km về phía đông. Theo AFP, sự việc xảy ra vào cùng ngày khi Nga-UAT à tấn công tên lửa tại Ukraine. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Valery Zaluzhny cho hay phía Nga đã phóng đến 99 tên lửa trong hôm 2 tháng 1 và lực lượng Ukraine đã bắn hạ 72 tên lửa. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay các tên lửa nhằm vào tỉnh Kiev và Kharkov khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 92 người bị thương, đồng thời tuyên bố rằng Nga sẽ phải trả lời cho mỗi mạng người mất đi. Trong khi đó, RT dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết lực lượng Nga chỉ tấn công các mục tiêu quân sự, không giống như Ukraine tiến hành các cuộc tấn công khủng bố bừa bãi và dân thường. Ông Putin cáo buộc cuộc tấn công vừa qua của Ukraine vào thành phố Belgorod của Nga khiến hàng chục thường dân thiệt mạng và bị thương, gọi đây là hành động khủng bố. Ông cảnh báo Kiev sẽ không tránh khỏi bị trừng phạt khi tham gia vào các hành động như vậy. Road cũng như các khu vực khác ở phía tây nam nước Nga đã phải hứng chịu các cuộc tấn công liên tục bằng pháo, tên lửa và máy bay không người lái của lực lượng Ukraine trong bối cảnh xung đột đang diễn ra. Vừa qua, thành phố đã phải hứng chịu cuộc tấn công tên lửa nguy hiểm nhất cho đến nay. Theo phía Nga, vụ tấn công được cho là do đích thân Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ra lệnh đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 24 thường dân và khiến hơn 100 người bị thương. Đáp lại cuộc tấn công của Nga, RIA Novosti dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga xác nhận Ukraine lúc 22 giờ 30 phút tối ngày 2 tháng 1, tức sáng ngày 3 tháng 1 giờ Hà Nội, thực hiện đòn tập kích quy mô lớn nhắm vào lãnh thổ của Nga bằng tên lửa đạn đạo Tochka-U và pháo phản lực phóng loạt Onkha nhưng bị phòng không của Nga ngăn chặn. Bộ Quốc phòng Nga thông tin thêm, hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn Tochka-U và bảy tên lửa từ hệ thống pháo phản lực phóng loạt Onkha bị đánh chặn trên bầu trời Bengorod. Trước đó cùng ngày, thống đốc Bengorod Vyacheslav Gladkov thông báo 9 mục tiêu trên không đã bị đánh chặn trên bầu trời địa phương này. Dữ liệu sơ bộ cho thấy không có thương vong nào được ghi nhận. Nhà chức trách Nga đề nghị người dân tránh xa cửa sổ để ngăn nguy cơ mảnh đạn văng. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận sử dụng máy bay không người lái UAV và vũ khí tầm xa có độ chính xác cao để tấn công hàng loạt thành phố ở Ukraine trong sáng ngày 2 tháng 1. Theo hãng tin RT, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đợt tấn công nhắm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine, nơi sản xuất tên lửa, UAV và nhiều thiết bị quân sự khác. Giới chức Nga cho biết, cuộc tấn công nhằm mục đích phá hủy các cơ sở lưu trữ chất đầy tên lửa và nhiều loại đạn khác nhau, bao gồm những vũ khí được phương Tây cung cấp cho Kiev. Theo họ, tất cả các mục tiêu đã bị tấn công. Đây được xem là đòn đáp trả sau khi Nga cáo buộc Ukraine thực hiện các vụ tấn công khủng bố gây thương vong ở Donetsk và Belgorod. Theo không quân Ukraine, Nga đã điều động 9 máy bay chiến đấu MiG-31 để phóng hàng loạt tên lửa siêu vật âm Kinza, đồng thời đưa ra lời cảnh báo về hoạt động đáng kể của các máy bay Nga trên biển Azov. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, hoạt động cứu hộ tiếp diễn cho đến tối muộn vì các cuộc tấn công gây thiệt hại trên diện rộng và ảnh hưởng đến nguồn điện. Ông Zelensky cho biết, Nga đã triển khai hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái trong các cuộc tấn công 3 ngày qua. Với mục tiêu tàn phá tối đa, Kiev đã cảnh báo trong nhiều tuần rằng Nga dường như đang dự trữ tên lửa cho các cuộc tấn công lớn. Trước đó, không quân Ukraine tuyên bố chặn hàng chục quả đạn siêu vật âm Kinza và hàng chục tên lửa hành trình Nga nhằm vào nước này. Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine cho biết, Nga triển khai ít nhất 70 tên lửa hành trình KH-101-555, 10 tên lửa siêu vật âm Kinza, 3 tên lửa hành trình Kalib phóng từ tàu chiến, 12 tên lửa đạn đạo Iskander-M và phòng không hoán cải S-300 cùng 35 máy bay không người lái UAV tự sát kiểu Sahid 136-131 nhằm vào nước này, với mục tiêu chủ yếu là thủ đô Kiev. Tiêm kích hạng nặng Su-35S cũng phóng 4 tên lửa diệt radar KH-31P nhằm vào mục tiêu tại Ukraine, nhưng chưa rõ khu vực. Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine cho hay, lực lượng phòng không đã tiêu diệt 72 tên lửa, gồm 10 cầu đạn Kinza, 59 tên lửa KH-101-555 và 3 quả Calib. Toàn bộ số UAV tự sát của đối phương cũng bị bắn hạ. Video đăng trên mạng xã hội cùng ngày cho thấy khoảnh khắc việt lửa nghi là tên lửa siêu vật âm Kinza lao xuống mục tiêu ở Kiev. Hàng loạt đám cháy cũng được ghi nhận tại thủ đô của Ukraine. Trong cuộc họp tổng kết năm 2023 cùng các quan chức cấp cao quân đội, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cáo buộc Mỹ cùng đồng minh hành động ngày càng thù địch. Bán đảo đang tiến gần hơn đến bờ vực xung đột vũ trang và Bình Nhưỡng đã sai lầm khi đánh giá Seoul có thiện chí hàn gắn. Ông Kim kêu gọi quân đội mài gươm báu thật sắc để bảo vệ an ninh và hòa bình. Ông nhấn mạnh quân đội Triều Tiên cần sẵn sàng huy động mọi sức mạnh lớn nhất để tung ra đòn đánh hiểm và loại bỏ hoàn toàn đối phương. Một trong những vũ khí được Triều Tiên coi như thanh gươm báu bất khả chiến bại là tàu ngầm anh hùng Kim Kunok, ok, số hiệu 841. Hải quân Triều Tiên hồi đầu tháng 9 năm 2023 đã làm lễ hạ thủy tàu ngầm này với sự tham gia của ông Kim Jong-un. Đây là mẫu tàu ngầm sử dụng động cơ diesel điện có thể khai hỏa tên lửa mang đầu đạn hạt nhân từ dưới nước. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA nhận xét, tàu ngầm 841 có khả năng đánh bại bất kỳ đối thủ đáng gầm nào. Đây là mẫu tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo SSB thứ hai của Hải quân Triều Tiên. Sau chiếc 8.24 Yongun lớp Gorae, còn gọi là Simpo, được Bình Nhưỡng hạ thủy năm 2014. Tuy nhiên, tàu 8.24 Yongun dường như chỉ được sử dụng làm phương tiện phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm SLBM, không rõ có được đưa vào vận hành trong tương lai hay không. Hiện chưa có nhiều thông tin chính thức về dự án phát triển tàu ngầm 841. Các nhà phân tích lần đầu tiên phát hiện dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đóng tàu ngầm mới vào năm 2016. Đến năm 2019, truyền thông Triều Tiên đăng tải hình ảnh chủ tịch Kim Jong Un kiểm tra một tàu ngầm chưa từng được nhắc đến trước đó và cho biết nó sẽ hoạt động ở vùng biển phía đông Truyền thông Triều Tiên vào thời điểm đó không mô tả hệ thống vũ khí của tàu ngầm hay tiết lộ địa điểm. Thời gian, ông Kim Jong Un đi thị sát. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho biết, kích thước bên ngoài của con tàu mới cho thấy nó được thiết kế để mang tên lửa. Trong phát biểu mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin won sik yêu cầu quân đội nước này cần sẵn sàng đáp trả hành động thách thức của đối phương bằng những đòn trừng phạt nhanh chóng và quyết liệt. Giới quan sát nhận định, tuyên bố cứng rắn này của cả hai bên có thể đốt nóng cuộc đua trong lòng biển, nơi tàu ngầm được coi là át chủ bài để Triều Tiên và Hàn Quốc đảm bảo tính bí mật cho các động thái quân sự của mình. Hải quân Hàn Quốc ROK hiện đang tiếp tục tăng cường năng lực tàu ngầm của mình sau nhiều năm chỉ có tàu ngầm hạng chung. Theo tạp chí National Interest, chương trình tàu ngầm tấn công KSS của Hàn Quốc là một nỗ lực không ngừng nghỉ, bắt đầu từ những năm 1990, nhằm ngăn chặn các tàu ngầm và tàu mặt nước bên ngoài bảo vệ các căn cứ hải quân, đảm bảo thông tin liên lạc bờ biển cũng như thực hiện nhiệm vụ trinh sát. Chương trình KSS huy động tổng cộng 27 tàu ngầm tấn công diesel điện. KSS này là dự án gồm 3 giai đoạn nhằm xây dựng lực lượng tàu ngầm cho Hải quân Hàn Quốc ROK. Trong giai đoạn đầu của chương trình tàu ngầm này, còn được gọi là KSS-1 vào những năm 1990, Hàn Quốc đã mua thêm 9 tàu ngầm lớp Jangbogo 1.200 tấn. Trong khi ở giai đoạn thứ 2 KSS-2, ROK đã mua thêm 9 tàu ngầm 1.800 tấn, loại tàu ngầm kiểu 214, được trang bị động cơ đẩy không khí độc lập AIP. Những chiếc tàu ngầm lớp Shonyuanjin này còn có khả năng phóng tên lửa hành trình. Là một phần trong giai đoạn thứ 3 của chương trình KSS-3, Seoul đã tiến hành đóng hai trong số 9 chiếc tàu ngầm Dosan-an Changho, những chiếc tàu ngầm có khả năng bắn tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm SLBM. Các tàu ngầm thuộc giai đoạn KSS-3 có kích thước lớn hơn đáng kể so với thế hệ tàu ngầm thuộc KSS-2 do Đức thiết kế trước đây. Theo Viện Nghiên cứu Hải quân Mỹ, tàu ngầm lớp Doshan An Chang được trang bị thiết bị phóng thẳng đứng VLS cải tiến ở phía trên cánh buồm. Trong đó, thiết bị VLS có thể mang theo 6 SLBM được trang bị vũ khí thông thường để tấn công các mục tiêu trên mặt đất. Trong tháng 12 vừa qua, hãng đóng tàu Hanwha Ocean – một trong ba hãng đóng tàu hàng đầu của Hàn Quốc, đã ký hợp đồng với Viện Nghiên cứu Kế hoạch và Tiến bộ Công nghệ Quốc phòng thuộc Chính phủ Hàn Quốc để phát triển tàu ngầm tàng hình có khả năng hoạt động cao hơn. Có thể thấy, cuộc đua trong lĩnh vực tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo có vai trò quan trọng, có thể mang lại ưu thế cho Triều Tiên hoặc Hàn Quốc trong trường hợp xảy ra xung đột tại bán đảo Triều Tiên. Theo đó, cả hai nước đều muốn có vũ khí giúp họ sở hữu năng lực đánh trả, thậm chí là tấn công phủ đầu và nó phải khó bị đối phương phá hủy bằng pháo binh, chiến đấu cơ và tên lửa. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vừa qua đã ra lệnh cho quân đội Triều Tiên mài gươm báo thật sắc, sẵn sàng loại bỏ hoàn toàn Mỹ, Hàn Quốc nếu bị thách thức. Tuyên bố trên được nhà lãnh đạo Triều Tiên đưa ra khi ông tuyên bố sẽ tăng cường năng lực quốc phòng để đối phó với cái mà ông gọi là một cuộc đối đầu chưa từng có do Mỹ dẫn đầu. Triều Tiên đã tăng cường chỉ trích Mỹ trong những tháng gần đây để đáp trả việc mở rộng các cuộc tập trận quân sự Mỹ-Hàn các chuyên gia dự đoán, ông Kim sẽ tiếp tục gia tăng các cuộc thử nghiệm vũ khí và tăng cường chỉ trích vì tin rằng ông có thể lợi dụng căng thẳng gia tăng để giành được sự nhượng bộ từ Mỹ nếu cựu Tổng thống Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11. Trong một cuộc họp với các sĩ quan chỉ huy quân đội, ông Kim đã ra lệnh khẩn cấp mài rũa thành gươm báo thật sắc để bảo vệ an ninh quốc gia. Cụm từ gươm báo ám chỉ rõ ràng chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Theo thông tấn xã Trung ương Triều Tiên KCNA, ông trích dẫn nguyên nhân xuất phát từ các động thái đối đầu quân sự của Mỹ và các thế lực thù địch khác. Ông Kim nhấn mạnh rằng, quân đội của chúng ta nên giáng một đòn chí mạng để loại bỏ hoàn toàn họ bằng cách huy động mọi phương tiện và tiềm lực cứng rắn nhất mà không có chút do dự nếu họ lựa chọn đối đầu quân sự và thách thức chống lại Triều Tiên. Triều Tiên trước đó đã phóng thành công vệ tinh trinh sát quân sự Manligion-1. Ông Kim Jong-un sau đó thông báo kế hoạch cho phóng thêm vệ tinh trinh sát quân sự trong năm nay mỹ nhật bản và hàn quốc lên án mạnh mẽ vụ phóng vệ tinh của triều tiên gây bất ổn cho khu vực họ cho rằng bình nhưỡng đã sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo trong vụ phóng vi phạm nhiều nghị quyết của hội đồng bảo an trong khi đó bình nhưỡng nhấn mạnh cuộc thử nghiệm là cần thiết để canh giữ hòa bình cho triều tiên vệ tinh sẽ cung cấp thông tin thời gian thực về hành vi quân sự chống lại triều tiên của đối phương cũng như dẫn đường cho những đòn tấn công siêu mạnh từ triều tiên nếu xung đột xảy ra Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Triều Tiên đầu tháng 12 năm 2023 cảnh báo bất kỳ sự can thiệp nào vào hoạt động vệ tinh của họ là hành động tuyên chiến. Triều Tiên cũng nhấn mạnh họ sẽ tiến hành gian đe chiến tranh nếu sắp xảy ra bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào vũ khí chiến lược.